Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Cây đàn yêu quý của nữ ca sĩ Kim Ngân vì sao về nhà em họ mà không mang theo? Bộ phim Ngân Nga có lẽ sẽ không có một kết thúc dễ dàng như mọi người nghĩ khi mà Tiến Nga đã dọn căn phòng kỷ niệm này đi. Vừa dọn phòng xong thì đã có người bay vô và đòi thư kiện Tiến Nga. Vì sao dám dọn phòng và cất đồ Kim Ngân đi mà sao không hỏi ý kiến Kim Ngân? Đó là Gia Nguyễn, em họ của nữ ca sĩ. Anh ta đã nói, bớt nhảm đi bạn, mình bêu xấu Tiến Nga hồi nào, mình chỉ trình bày sự thật, tin hay không là quyền của người nghe, mình không ép ai thương hay ghét con hề. Nói đến chuyện dọn nhà, ai cho Tiến Nga có quyền dọn đồ của Kim Ngân? Tiến Nga có trách tờ không mà được quyền vào phòng lấy đồ của Kim Ngân đi, cứ cắm đầu phạm luật rồi nói người ta ghét, người ta hại. Đồ của bạn trong phòng của bạn, rồi một người nào đó tự dưng đến lấy đi, bỏ vào kho và giữ chìa khóa, bạn có chấp nhận không? Đối với luật Hoa Kỳ có thể ở tù, chờ cảnh sát gõ cửa mang nó đi thì nó mới hết làm bậy. Anh không biết rằng đồ đạc mà Kim Ngân có là của Mạnh Thường Quân cho. Mạnh Thường Quân cho Kim Ngân chứ không phải là Kim Ngân bỏ tiền ra mua đồ đạc đó, thì làm sao cảnh sát nào bắt tù Thiên Nga? Đồ đạc đó Thiên Nga có quyền trả lại cho Mạnh Thường Quân nếu Mạnh Thường Quân có ý muốn đòi lại đó anh à. Kim Ngân đã về nhà anh một tháng nay không quay trở lại nhà chị Huyền, thì anh muốn người ta giữ những đồ đó cho tới bao lâu, cho tới chừng nào Kim Ngân sẽ quay trở lại? Thiên Nga khi nghe được câu chuyện nữ ca sĩ đã được mời về sở cảnh sát và Thiên Nga đã điều tra được chuyện đó như thế nào, và chuyện nữ ca sĩ được cảnh sát mời đến là sự thật, và nữ danh hài đã có một quyết định dọn phòng để không liên lụy đến bản thân và gia đình Tuấn Yến. Thử hỏi mới đây anh đã nói với Thiên Nga, có người đã gửi đơn kiện Thiên Nga và một ngày không xa Thiên Nga sẽ ở tù, thì thử hỏi đặt ngược lại anh, thì anh có dọn cái phòng đó cho lẹ lẹ đi không? Nếu để cái phòng đó lại rồi một ngày người ta sẽ vô oan giá họ mình nữa thì sao? Vậy hỏi anh một câu, vì sao cây đàn rất yêu quý của Kim Ngân, sao bấy lâu nay Kim Ngân không về lấy, sao vẫn để ở đây? Chẳng lẽ Kim Ngân bỏ của chạy lấy người? Vì sao Kim Ngân đi mà bỏ tất cả ở lại mà không mang theo đồ gì hết? Hay bây giờ Kim Ngân đã có chứng bệnh là hay quên, và có lẽ nữ ca sĩ cũng sẽ quên hết những gì ở nhà chị Hiền luôn rồi, quên luôn Thiết Nga luôn rồi. Đến cây đàn mà Kim Ngân rất yêu quý, khi xem tập 3 tựa đề ca sĩ Kim Ngân không chịu mua nệm, bỗng dưng đòi mua đàn và muốn học hát. Trong video này, Kim Ngân đòi muốn tới tiệm mưu xịt để mua đồ. Nữ ca sĩ đã để tay lên những nốt nhạc và hát. Lúc này nữ ca sĩ rất tỉnh táo. Mua đàn xong, nữ ca sĩ còn lấy túi bọc đàn và chân đế. Và cây đàn của Kim Ngân trị giá 350 đô. Có thể thấy trong thâm tâm của nữ ca sĩ, lúc nào cũng nghĩ về thời quá khứ ca hát của mình. Nữ ca sĩ đã rất nâng niu cây đàn đó, quên cả việc mua nệm ngủ cho mình. Và tiếp theo là cảnh dọn phòng ở chùa của sư cô tập 37. Với tựa đề ca sĩ Kim Ngân rất khôn, biết lắc léo dọn về phòng chỉ mang theo duy nhất một. Kim Ngân chỉ ôm cây đàn lên xe để cho Thiên Nga và mọi người dọn dẹp những đồ khác của nữ ca sĩ. Đủ thấy nữ ca sĩ rất là yêu quý cây đàn này. Nhưng vì lý do gì Kim Ngân đi về nhà em họ này cả tháng trời rồi, sao lại không nhắc em họ này về nhà chị Huyền để lấy lại cây đàn này cho mình? Và trong lúc dọn phòng, Thiên Nga cũng nói đây là cây đàn của chị Kim Ngân, rất là quý, do đó Thiên Nga đem về nhà giữ cho chị ấy để không bị hư. Và Thiên Nga xúc động khi nhớ lại câu nói của chị trong buổi sinh nhật, trên đời này không ai thương con như má hai, má đã để nó vào đó và cất vào cái hộp để cho con đỡ bị đau. Và thực sự Kim Ngân đã bị đau khi những ngày qua, mặc dù hình ảnh Kim Ngân được kênh truyền thông bên nhà em họ đăng những hình ảnh bình yên của nữ ca sĩ khi về ngôi nhà này, nhưng cái bình yên đó chỉ là bề nổi, nhưng sâu trong tim của Kim Ngân đã chất chứa nỗi đau trong đó. Đó là nỗi đau những thứ đồ mà mình yêu thích mà mình vẫn không được giữ bên mình, như khăn tràng cổ chẳng hạn, nữ ca sĩ cũng không được đeo, và cây đàn mà Kim Ngân rất yêu quý cũng không được mang theo bên mình. Nỗi đau này của Kim Ngân ai sẽ hiểu được đây?